Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 8 tháng 4 Và như mọi nào mà xem cái video ở Việt Nam thì có thể hôm nay đã là ngày 9 tháng 4 ngày thứ sáu rồi Và đây là cái video thứ ba mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin nổi bật khác mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Trước hết chúng ta hãy nói về cái thông tin liên quan tới là cái thông báo của công ty Matthew. Công ty MeToo này à, là một công ty mà công nghệ có trụ sở Hồng Kông cho biết là họ cuối cùng cũng đã đạt được cái mục tiêu đầu tư tổng cộng là 100 triệu đô la vào trong thị trường crypto này. Thì bây giờ thì công ty MeToo nói là họ đã nắm giữ 31.000 Ethereum và 940 Bitcoin. Có nghĩa là các bạn thấy là Ethereum họ nắm giữ bây giờ là 50,5 triệu đô la và 590 Bitcoin đáng giá là 49,5 triệu đô la trong cái ngân sách của công ty thì các bạn thấy được là bây giờ công ty này đã hoàn thành cái quyết định của họ thì bây giờ các bạn thấy công ty này đã hoàn thành cái mục tiêu họ đưa ra là 100 triệu đô la vào trong thị trường crypto cái điều thú vị ở đây đó là đây là cái công ty thường nghĩ ra đây là công ty đầu tiên mà không khai là họ đang thu mua Ethereum và họ đang lưu trữ tổng cộng là 31.000 Ethereum và thật ra cái số lượng đô la 50,5 triệu còn nhiều hơn là cái số lượng uh, của Bitcoin họ nắm giữ nữa đều điều rất là thú vị thì bây giờ còn bao nhiêu công ty chưa thông báo là đang lưu trữ tvm nữa tại vì các bạn thấy được là tvm đang rời khỏi sàn rất là nhanh chóng tôi nghĩ là có ai đó đang thu mua tvm tại vì chúng ta không biết mà thôi ít ra chúng ta cũng biết được là có một công ty là công ty Mewtwo đang thu mua Ethereum và đây là một điều rất quan trọng tại vì phần lớn các bạn thấy là bây giờ đó những công ty thì họ chỉ thu mua Bitcoin mà thôi, họ chỉ tin vào Bitcoin mà thôi. Nếu như mà cơn sốt và những công ty xây qua mà thu mua Ethereum thì các bạn thấy được cơn sốt này sẽ dẫn đến giá Ether như thế nào. Đây là một tin rất là tốt tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Bitcoin và Ethereum. Chúng ta cũng còn nhiều thông tin khác nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những bạn nào mà muốn theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới để có thể theo dõi những cái kênh như Telegram, Facebook, Twitter để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất nhất là Telegram channel hay là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận Capital các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể được 20% giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là những được bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit, uh, sàn LMT, một sàn margin hoặc copy trade và bây giờ có bonus ưu đãi và sàn FTX, sàn Binance US dành như mình nào mà đang sống ở Hoa Kỳ, sàn Coinbase ứng dụng BlockFi ứng dụng lending có lãi mà các bạn tham gia. mà hiện bây giờ có bonus lên tới 250 đô và crypto coin cây dịch vụ hỗ trợ biểu chúng ta thường hay nói tới. Điều kế tiếp thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái tài liệu liên quan đến tỷ phú bất động sản Rick Caruso đã thông báo là công ty của ông ta đã đầu tư vào bitcoin lại thêm một công ty nữa trên phố war đầu tư vào bitcoin các bạn thấy được là hiện bây giờ thì công ty đang lưu trữ chỉ có là chúng ta không biết là công ty này trong ngân sách đó, lưu trữ bao nhiêu bitcoin đây là điều mà thường không có nhận được từ cái bài phỏng vấn ở trên cbc với lại rick russo và bây giờ đã không chỉ là công ty này là muốn thu mua bitcoin trong ngân sách mà công ty này còn muốn lấy cái tiền mà khách hàng trả hàng tháng đó tại vì đây là công ty liên quan đến bất động sản thì khi mà khách hàng mà đi mướn bất động sản đó thì cái tiền trả hàng tháng có thể được thanh toán bằng bitcoin công ty này không chỉ riêng là muốn lưu trữ bitcoin mà họ còn muốn nhận cái tiền mướn bằng bitcoin nữa điều mà thuận không có hiểu rõ ở đây thì công ty này công ty mà bây giờ là đang là có một cái đối tác đó chính là sàn Gemini ở Hoa Kỳ có thể hỗ trợ công ty này để mà thanh toán bằng Bitcoin nhưng mà có phải là họ sẽ lưu trữ bitcoin hay không thì họ không có nói rõ nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng biết là công ty này đang lưu trữ bitcoin trong ngân sách của công ty điều kế tiếp thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta nhìn vào tài liệu được chia sẻ bởi crypto khoan thì các bạn thấy được là trong thời gian gần đây không chỉ riêng là chúng ta nói tới cái số lượng tether in ra mà nói chung đi all stablecoin như là tất cả những đồng tether thì cái tốc độ in đang rất là nhanh chúng ta càng ngày càng có thêm nhiều những đồng ổn định trên sàn thì đây là cái nhu cầu có được đồng ổn định đây là một cái điều mà nhiều người cho là rất tốt đối với giá cả của bitcoin đối với giá cả của thị trường crypto nói chung và cái số lượng đồng ổn định bị đốt đi đó đó chính là cái biểu đồ bên tay trái này thì không còn nhiều nữa các bạn thấy được cái số lượng mà những đồng ổn định được trả trở về công ty đã hầu như bây giờ rất là thấp nhưng mà cái số lượng in biểu đồ bên phải này thì rất là nhiều. Là chúng ta nói chung tất cả chứ không chỉ riêng là chúng ta nói tới Tether. Chúng ta có nói tới cái tốc độ tiền Tether mạnh như thế nào trong cái video thường chia sẻ đó chính là cái video 999. Nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng nên xem cái video 999 này. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin à, kế tiếp thường cảm thấy nổi bật ngày hôm nay đó chính là một trong những điều mà có thể là những bài nào mà đã từng trải qua những cái đợt tăng trưởng trước đây cũng đã biết là những cái phết như những thông tin mà chủ yếu được chia sẻ gây ra những cái sự lo ngại nhất là cái thông tin liên quan tới là bây giờ ai cũng nói là đạo bitcoin thì Uh, tiêu hao quá nhiều năng lượng. Thì các bạn thấy được là đây là một điều mà có thể như bài nào mà mới vừa tham gia cho nên cảm thấy lo lắng những cái thông tin xấu liên quan tới đào bịt khối tối nhiều năng lượng nhưng mà đây là cái thông tin đã được chia sẻ từ năm 2017, năm 2018, hầu như là năm nào cũng có người nói về hiện tượng này hết nhưng mà cuối cùng cũng không có gì xảy ra và một điều đặc biệt là chỉ khi nào mà giá Bitcoin tăng chữ mạnh thì lúc đó mới có người đứng ra mà chỉ trích Bitcoin là tiêu hao nhiều năng lượng khi mà thị trường nằm trong mùa đông crypto thì không ai quan tâm đến trong khi mà các bạn thấy được là trên căn bản khi mà các bạn nhìn vào hash rate của bitcoin đó để cho các bạn thấy được là hash rate có nghĩa là tốc độ đào của bitcoin thì để thường tìm kiếm cái biểu đồ liên quan tới hash rate để các bạn có thể thấy được là trên căn bản cho dù là mùa đông crypto có thì chúng ta thấy được là mùa đông crypto xảy ra nhưng mà cái hash rate vẫn rất là cao như là bạn đang nhìn thấy trên màn hình các bạn thấy được là đây là cái thời điểm của tháng uh, tháng 12 của năm 2018 cho tới bây giờ thì trong cái thời điểm mà giá Bitcoin nó không có tốt các bạn thấy được là hash rate có nghĩa tốc độ đào vẫn tiếp tục tăng trưởng có nghĩa là trong cái thời điểm là mấy năm qua thì tốc độ Bitcoin nó trong cái thời gian dài hạn thì vẫn tiếp tục và tiếp tục tăng trưởng chứ không phải là giảm đi có nghĩa là cái sự tiêu thụ năng lượng càng càng nhiều hơn chứ không phải là giảm đi nhưng mà chỉ khi nào mà Bitcoin giá cao thì mới có những bài viết như những bài viết như là các bạn thấy được bài viết của Newsweek hay là bài viết các bạn nhìn thấy trên màn hình là bài viết của New Scientist thì một điều rất là thú vị đây là các bạn thấy được bài viết của Newsweek là bài viết này đã viết vào tháng 12 ngày 11 năm 2017 có nghĩa là cái đỉnh của năm đó đó cũng là lúc mà bài viết này được chia sẻ nói là cứ tiếp tục thì tới năm 2020 thì tất cả nguồn điện trên thế giới sẽ được sử dụng để bắt đào Bitcoin. Bitcoin sẽ coi như là lấy hết nguồn điện luôn. Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta bây giờ đã năm 2021 rồi, điều đó đâu có xảy ra đâu. Cũng như là các bạn thấy được là đây là tài liệu được chia sẻ bởi New Scientist thì bây giờ thì lại dời lại tới năm 2024. Bài viết nói là Bitcoin đào Trung Quốc thì cứ tiếp tục thì sẽ sử dụng tổng cộng là 130 triệu tấn năm 2024 thì bài thì được là chúng ta đến năm 2024 thì lại có những bài viết khác nói là cứ tiếp tục thì sẽ dời năm 2027. Cho nên những bài nào mà mới tham gia vào thì cũng đừng nên quá lo lắng về những thông tin này. Thông tin này năm nào cũng có và mùa tăng trưởng nào thì cũng có hết. Đây những thông tin mà chủ yếu gây ra cái sự lo ngại mà thôi và các bạn thấy được lúc các bạn lo ngại là lúc mà những tỷ phú, những công ty đi thu mua Bitcoin như là chúng ta mới vừa nói tới. Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một thông tin liên quan đến là bây giờ ra ngân hàng trung ương của Nhật Bản thì nói là muốn đưa ra một cái luật chung cho một số ngân hàng trung ương mà thường hay giao dịch với nhau tổng cộng là các bạn thấy được là dựa theo thông tin này ngân hàng trung mương nhật bản muốn cùng với lại bảy ngân hàng trung ương khác đưa ra những cái luật chung khi mà phát hành những cái tiền kỹ thuật số cho quốc gia của họ tại vì một trong những vấn đề bây giờ là nếu mà mỗi ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia thì tự đưa ra tiền kỹ thuật số riêng bằng cách riêng của họ thì làm sao mà giao dịch được các bạn thấy được là một trong những vấn đề bây giờ là đồng của quốc gia tiền điện tử của quốc gia nếu như mà muốn hữu dụng đó là cần phải là đi xuyên qua biên giới như là có thể gửi và nhận đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng mà nếu như mà mỗi một ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia đều sử dụng một cái giao thức thì làm sao mà có thể hoạt động được không giống như là ngân hàng bây giờ những cái sự khác biệt của giao thức đó sẽ làm cho tiền không thể tới nơi mà cần tới được nếu như mà các bạn sống ở nhiều quốc gia khác nhau sử dụng nhiều hệ thống khác nhau cho nên trước hết là các bạn được những ngân hàng trung ương cần phải có một hệ thống chung có chung những cái luật để có thể là cho cái số tiền điện tử của quốc gia có thể là di chuyển thông qua quốc gia này tới quốc gia khác được và điều mà quan trọng hơn đây đó là tôi nghĩ là cuối cùng thì tiền kỹ thuật số của quốc gia sẽ là một cái loại tiền kỹ thuật số chạy trên một mạng lưới công cộng chứ không phải là một cái mạng lưới tư nhân tại vì các bạn hiểu mạng lưới công cộng thì mới đảm bảo được cái sự an toàn và mới có thể là kết nối được với lại cái thị trường DeFi chứ nếu như mà đây là một mạng lưới tư nhân mà chỉ có bảy ngân hàng này sử dụng thì các bạn thấy là sẽ bỏ lỡ đi cả một cái thị trường DeFi mà đang phát triển bây giờ chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi đi một số bạn hỏi thường nữa là tiền cái được số quốc gia thì có khác gì đối với cái số tiền chúng ta nhìn trong ngân hàng bây giờ đâu tại vì bây giờ các bạn thấy chúng ta xài thẻ tín dụng thì chỉ là con số trên màn hình mà thôi đâu có tiền trong tay đâu thì tại sao phải có tiền trên số quốc gia thì cái câu trả lời đó chính là cái sự khác biệt rất lớn cái tiền các bạn nhìn thấy trên màn hình khi mà các bạn gửi tiền vào ngân hàng các bạn đăng nhập vào ngân hàng thì các bạn thấy cái số tiền đó đó không phải là tiền mà đó là cái giấy nợ đó là cái số nợ ngân hàng nợ các bạn các bạn lấy tiền mặt các bạn gửi ngân hàng thì ngân hàng cho các bạn một cái tài khoản cái số trên tài khoản đó là cái số nợ mà ngân hàng đang nợ các bạn chứ không phải là tiền cho nên các bạn thấy được cái sự khác biệt đó là tiền cứ được số của ngân hàng trung ương đó chính là tiền chứ không phải là giấy nợ không giống như là tổng ngân hàng bây giờ đó là điều khác biệt rất lớn và khi mà đã có tiền kỹ thuật số của quốc gia rồi thì thường không biết là ngân hàng sau này sẽ hoạt động như thế nào Tại vì ngân hàng là một cái trung gian bây giờ Bây giờ nếu như mà ngân hàng trung ương có thể tạo ra tiền kỹ thuật số và mọi người dân đều có địa chỉ ví của ngân hàng trung ương Thì người ta có cần dùng ngân hàng để làm gì nữa Đó là một trong những điều mà nan giải bây giờ Tôi sẽ chia sẻ thêm, đây là một trong những đề tài mà rất là khó khăn Chứ không phải là đơn giản như nhiều người nghĩ đó Tại sao mà những hàng trung ương không tự đưa ra tiền kỹ thuật số nhanh chóng Tại vì có rất nhiều điều nhưng thùng mới vừa chia sẻ họ cần phải nghĩ đến và cần phải giải quyết điều kế tiếp thùng muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta nhìn vào cái số lượng bitcoin gửi vào và rút ra đó thì các bạn thấy được là trong cái thời gian là hai tuần qua các bạn thấy rất rõ ràng là cái số lượng bitcoin được rút ra nhiều hơn là gửi vào và những cái thanh màu đỏ đi xuống nó rất là dài nhất là các bạn thấy là ngày hôm qua cái thanh màu đỏ này thực sự rất là dài luôn bây giờ đó tài liệu này thì cho thấy được là ngày hôm qua có tổng cộng là 79,5 ngàn Bitcoin rời khỏi sàn, nhiều hơn là nạp vào. Bây giờ thường vẫn chưa có nhiều thông tin liên quan tới cái thanh này tại sao dài như vậy và cũng không có uh, nhiều bài viết chia sẻ về đề tài này. Nếu như mà thực sự đây là cái số lượng Bitcoin được rút ra khỏi sàn ngày hôm qua nhiều hơn là nạp vào thì đây là cái số lượng cực kỳ lớn. Đây là một trong những cái tài liệu mà làm cho thường rất là bullish khi mà nói tới giá cả. Thì chúng ta nhìn vào tài liệu kế tiếp đi Thì các bạn thấy được là chúng ta thấy là cái số lượng Bitcoin trên sàn Bây giờ đã đột ngột lại tiếp tục biến mất Thực ra mà nói là trên sàn bây giờ các bạn thấy được là chúng ta chỉ còn Có cái số lượng là 2,2 triệu Bitcoin mà thôi Các bạn thấy được là từ thời điểm tháng 4 của năm ngoái tới bây giờ đó cái đường màu đỏ này là đi xuống đi xuống đi xuống liên tục luôn thì chúng ta cũng đã thấy được là khi đường màu đỏ này xuống như là càng ngày càng ít bitcoin trên sàn thì giá cả đường màu đen này càng ngày càng tăng trưởng một trong những điều mà nhiều bạn thường hay hỏi là tại sao bitcoin thường cứ nói là gợi khỏi sàn nhưng mà giá này không tăng mạnh thì các bạn cần nên hiểu là lúc nào cũng sẽ có một cái sự trì hoãn các bạn thấy đi bitcoin rời khỏi sàn từ tháng tư cho đến cái thời điểm là tháng 11 thì sau đó các bạn thì được là tháng 11 lúc này giá cả thì mới tăng lên thì lúc nào cũng sẽ có một cái sự trì hoãn giữa cái sự kiện đang diễn ra và ảnh hưởng đến giá cả đây cũng là một điều thường đã chia sẻ cho những mạng xã hội và cũng tương tự các bạn thì được là Bitcoin Haven diễn ra hồi tháng 5 của năm 2020 thì cho tới thời điểm nào giá mới tăng tới cuối năm giá mới tăng thường đã chia sẻ với các bạn những cái thời điểm đó là khi mà Bitcoin Haven thì 6 đến 8 tháng sau giá mới có sự phản ứng cái sự ảnh hưởng mới bắt đầu là có thì cũng tương tự cái bài thị trường bây giờ bitcoin lại tiếp tục tiếp tục rời khỏi sàn thì một thời gian sau chúng ta mới thấy sự ảnh hưởng liên quan tới giá cả các bạn thấy được là bitcoin cứ ngày ngày càng rời khỏi sàn thì cái sự ảnh hưởng của giá cả sẽ càng ngày càng mạnh nếu như mà có cái nguồn cầu đi tới sẽ dẫn đến là giá sẽ tăng lên rất là nhanh và như bạn nói là bây giờ vốn hóa bitcoin đã nhiều rồi thì giá tăng đó thì có thực sự là đẩy Bitcoin qua 100.000 được hay không? Thuần thì nghĩ là hoàn toàn có thể tại vì càng ngày càng ít Bitcoin mà cái nguồn cầu tăng lên sẽ dẫn đến giá tăng rất nhanh và các bạn nên nhớ là bây giờ đó chúng ta nhìn Bitcoin đi thì Bitcoin bây giờ là trên thị trường là có là một cho là 1.000 tỷ đi. Thì nếu như Bitcoin là qua 100.000 thì chúng ta phải cần thấy Bitcoin phải có vốn hóa là 2.000 tỷ thì người nói là 1.000 tỷ rất là nhiều là lấy đâu ra mà cho chúng ta thấy được giá Bitcoin trên 100.000. Thật ra mà nói thì chúng ta không cần 1 ngàn tỷ để có thể đẩy Bitcoin qua 100 ngàn Chúng ta chỉ cần một số nhỏ mà thôi Tại vì cái cách tính vốn hóa đó là các bạn thấy được cái tính vốn hóa là lấy những cái giá giao dịch gần đây nhất Nhưng cho tổng số Bitcoin đang có trên thị trường Cho nên trên trang bản Bitcoin qua không 100 ngàn Chúng ta chỉ cần một số ít tiền mà thôi Và nhất là càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn thì cái số tiền chúng ta cần càng ngày sẽ càng ít đi Đây là điều mà thường có thể chia sẻ với các bạn Chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới Ethereum đi thì cũng tương tự, các bạn thấy được là Ethereum đang tăng tốc rời khỏi sàn. Đây là một chiến hiện tượng mà mình thường chia sẻ hầu như là một tuần mấy lần để các bạn đừng có quên đây là hiện tượng đang xảy ra. Cho nên sau này có vấn đề gì thì các bạn cũng đừng quá bất ngờ liên quan tới giá cả. Tiếp tiếp nữa, đó chính là thông tin liên quan tới Ethereum nạp vào và rút ra thì các bạn thấy được rất rõ ràng là trong thời gian 2 tuần qua thì cũng tương tự như là Bitcoin những cái tham màu đỏ này đi xuống nhiều hơn là đi lên và những thay màu đỏ đi xuống thì dài hơn là đi lên cho nên đây là một trong những cái hiện tượng cũng đang xảy ra đối với Ethereum thường thì vẫn nghĩ là có ai đó đang âm thầm thu mua Ethereum các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở bên dưới và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.